Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong. Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh Thiếu, nơi thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị tỳ kheo. Lúc ấy, có vua nước Ma Kiệt Đà tên là A Xà Thế, trông coi 500 nước nhỏ. Nước kế bên là Việt Kỳ, không chịu thần phục, nên ông định đem quân sang đánh. Vua bèn triệu tập quần thần hỏi ý kiến. Trong triều có vị thừa tướng tên là Vũ Xá có ý kiến rằng nên đánh. Nghe vậy, vua A Xà Thế liền cử Vũ Xá tới chỗ Phật, lựa lời thăm hỏi xem nếu đem quân sang đánh nước kia thì có thể thắng được hay không. Vâng lệnh đức vua, thừa tướng Vũ Xá liền cho thắng xe ngựa đến Tinh Xá hỏi Đức Phật. Với trí tuệ của Đức Phật, Ngài đã chỉ rõ rằng nhân dân nước Việt Kỳ thực hành bảy pháp, nên nếu vua A Xà Thế đem quân đi đánh thì không thể thắng được. Bảy pháp đó là: 1. Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chánh pháp, tu phước, tự sửa. 2. Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng, kẻ làm tôi, làm dân thì trung lương, kẻ làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác. 3. Nhân dân nước đó giữ gìn chánh pháp, khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc. 4. Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không để mất nghi tắc. 5. Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời dân bảo, dạy dỗ, coi đó như là pháp tắc quốc gia. 6. Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê. 7. Dân nước đó tôn đạo, kính đức, trong nước có sa môn, thánh giả, A-la-hán từ xa đến, đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang. Ai làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì không bị nguy khốn, dầu cho đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thắng được. Đức Phật chỉ dạy thừa tướng Vũ Xá rằng nếu giả như nhân dân nước Việt Kỳ chỉ thực hành được một pháp thôi thì nước Ma Kiệt Đà cũng không thể đánh thắng được, huống chi là thực hành cả bảy pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: thắng người không đủ cậy, tuy thắng khổ bên mình, phải cầu pháp tự thắng, thắng rồi được vô sinh. Vũ Xá nghe Phật nói kệ liền thấy được đạo. Thừa tướng liền ra về và đem mọi việc thưa lại với vua. Vua A Xà Thế bèn từ bỏ ý định đánh nước Việt Kỳ, nghiêm trì theo lời Phật dạy, lấy đó để giáo hóa nhân dân. Sau đó nước Việt Kỳ đến quy thuận, trên dưới kính quý nhau, nước nhà hưng thịnh.